Những sự thật thú vị về loài chó mà có thể bạn chưa biết, chó luôn được xem là bạn thân của loài người. Tuy nhiên, có những sự thật về anh bạn thân này mà có thể bạn chưa biết. Một, Những chú chó có trí thông minh tương tự như những đứa trẻ mới biết đi. Các nghiên cứu cho thấy rằng loài chó đủ thông minh để hiểu tới 250 từ và cử chỉ, cũng như các số lên đến 5 và những phép tính đơn giản. Các nhà khoa học cho biết một chú chó trung bình sẽ có trí thông minh tương tự như một đứa trẻ 2 tuổi. 2. Có tin đồn rằng chó bị mù màu, chúng chỉ có thể nhìn thấy màu trắng hoặc đen. Tuy nhiên, trên thực tế, chó vẫn có thể thấy được các màu sắc, nhưng ở mức độ rất mờ, tương tự như khi con người nhìn ngắm mọi thứ lúc chạng vạng hoặc khi có một lớp bụi mờ bao phủ trước mắt. 3. Những dấu trên mũi của một chú chó là duy nhất, giống như vân tay của con người, không có hai chú chó nào có những dấu mũi giống nhau. 4. Mặc dù khả năng khứu giác của mỗi giống chó là khác nhau, nhưng khiêu giác của chó cực kỳ nhạy bén và mạnh hơn rất nhiều so với con người. Trong khi con người có khoảng 5 triệu tế bào khiếu giác thì giống chó Alsatian, một giống bạch dê Đức, được cho là có khoảng 220 triệu tế bào. Về cơ bản, chúng có thể đánh hơi hầu hết mọi thứ. 5. Chó có thể cảm nhận được bệnh tật. Nếu bạn mắc một số triệu chứng ung thư, tiểu đường hoặc động kinh, chó của bạn có thể phát hiện được. Các nghiên cứu chỉ ra rằng chúng có thể được huấn luyện để đánh hơi ra những căn bệnh này. Các nhà khoa học tin rằng điều này có thể do chó có khả năng đánh hơi thấy các protein bất thường. 6. Một số chú chó đi lạc ở Moscow đã học cách sử dụng hệ thống tàu điện ngầm của thành phố để đi đến các khu vực đông đúc hơn tìm kiếm thức ăn thừa.